Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel Mobile Game 66. Chúng ta cùng tiếp tục với game Disney Arena vào ý kiến lâu đài Grand Pai Hero Campai Villa Campai. Tiếp tục với lại Villa Campai. Ok, Villa Campai sẽ tiêu hao 6 năng lượng. Đây bắt buộc để chơi mấy nhân vật này không ổn lắm, để chơi lại Grand Campai à. Grand Campai đây vừa nào chưa chơi có 4 đây là cái thứ tư này. Ok, bắt mọi người xem video thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Đây là một game đấu chiến thuật. Đây là tổ đội của mình gồm có Mickey, Chewley, làng tiên cá, anh hùng robot và mụ phù thủy. Đấy, sẽ mất 12 năng lượng. Thì mọi người xem video nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Link tải game bên dưới phần mô tả, nếu mà ai muốn chơi thì có thể tải game ở bên dưới phần mô tả nhé. Mọi người muốn mình chơi test thử game nào thì có thể comment. Đây là trận chiến ở sàn thành phố. Vòng này sẽ có 3 trận này. Đấy. Ok. Mình sẽ cho chế độ auto khi đã tiêu diệt được một tên anh hùng bắn súng. Ok, giúp cái tên gấu ai là giúp máu là trên cá giúp máu rất hay. Ok, tiêu diệt tốt 3 tên búp máu còn có robot đấy, làm chim cá bắn thưởng. Ok, chim đã xuất hiện. Ok, Dr. Fili, đây là bot Dr. Fili nhé mọi người nha. Bot đã xuất hiện. Trận đấu nào mà có 3 cửa thì sẽ là có bot nhé. Còn trận nào mà có 2 cửa thì là trận thường thôi, không có bot. Ok. Ui, bắn chết chim nó. Tên robot đã bắn chết chim và biến củ thủy của chúng ta thành một con ếch. À, biến thành con ếch rồi. Thủy đã không trở lại được bình thường. Đi với đâu? Đã trở lại bình thường rồi mọi người. Ok. Lại tiếp tục bắn thủy thủy chúng ta. À, chim lại xuất hiện rồi. Cà chim. Cà chim. Hay quá. Giết bot. Chỉ còn một tên cuối cùng thôi. Tên robot này. Tên robot này đã bị chư lây trưởng hết. Ok. Win. Đúng rồi, chiến thắng không chết một bạn nào. Rất hay. Ok, mình đã được 3 sao. Hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, như mình nên đi vào 13 rồi. Ok, đã lên đi vào 13. Mình sẽ vào nâng cấp
Character. Flyer nâng cấp lên. Ok, đã lên đi vào người ta. Flyer nâng cấp lên đi vào người ta. Chưa cộng thêm cái gì cả. Aladdin thì thôi. Nàng chuyên tá. Chưa lên đi vào người ta. Ok. Mickey cho nên như vòng 3, cho nên như vòng 3, ok. Chúng ta cần tìm thẻ của những nhân vật này để có thể nâng cấp được lên. Và bây giờ mình sẽ thi đấu tiếp bảng đã, còn thẻ mình sẽ tìm sau. Muốn nâng cấp nhân vật nào lên thì mình sẽ tìm cái thẻ ở đấy nhé. Và làm. Ok. Tiếp tục chiến đấu. Ba sao. Tiếp tục chiến đấu như thế này nha. Bắt sao. Ok. Rất là đội hình quen thuộc. Đội hình này là có đủ 2 búp, 1 thủ, 1 công, 2 công chứ, 2 công 1 thủ. Đấy. Trận đấu này đã đấu với lại tê giác và xạ thủ. Tê giác gần chết rồi, tê giác hồng gần chết rồi. Tê giác hồng gần chết rồi, chỉ cần một vẫn là chết. Đấy, chết ngay. Tiên cá bắn chết xạ thủ và một tay kiếm thủ nữa đã bị anh robot bắn chết. Ok, đây là đã xuất hiện cá sấu cung thủ, một cái thùng, một cái xuất hiện một cái tủ, cái tủ ma thuật. Cái tủ nó đã bút ma thuật cho đội quân của nó. Kim chúng ta đã xuất hiện. Kim cá bút máu cho đồng đội. Kim cá bút máu cho cả đội rồi. Kim kiếm thủ đã bắt đầu đâm. Không ăn thua gì. Cung thủ bắn kim cá 295 máu. Siêu lây đấm thủ gỗ. Thủ gỗ quá. Thôi thôi. Ok, chúng ta đã lại hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày một lần nữa. Ok, tiếp tục với trận 3E mọi người nhé, 3E. Nhất tờ. Vẫn là đội quân của chúng ta. Không biết rồi, chưa vào sân, chưa vào trận. Ok, trận này đấu ở nơi có tuyết rơi. Tuyết rơi. Vẫn là cung thủ. Vẫn là cung thủ. Cung thủ, hiệu thủ và một tên trông như là hậu duệ của đèn thần ấy. Thời trần và da xanh. Lại tiếp tục gặp cá sấu. Thì bây giờ đã xuất hiện một tên vật mới, đấy là lợn rừng cầm cung. Trận này vẫn có hai lượt đấu. Tiêu lây đã đấm chết cá sấu. Cung thủ bắn hay là cung thủ bắn rất đau. Team đã xuất hiện. Misty. Ok, bút máu và ủa lợn bắn rất đau luôn, bắn chỉ 494 máu, chim bắn chỉ 42 máu thôi. Lợn thủ rất cao, Mickey. Ok, bút máu. Lợn nó có bắn phù thủy không? Biết ngay là bắn phù thủy mà. May quá không chết, may quá.
May quá mà phù thủy đã đáp trả. Phù thủy đã giết chết lợn. Ok. Ok. Lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Ok, lại hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày nữa. Và chúng ta đấu đến bảng 3F. 3F. Ok. Vẫn là đội hình của mình. Vẫn là đội hình mạnh nhất. Chưa tìm thấy boss. Chưa thấy đến bảng boss. Ok, trận này đấu ở một cung điện à. Ở ngoài đã đi vào. À, trận này có 3 có boss nhá. Ban đầu có xuất hiện boss rồi. Tê Giác Hồng đã bị tấn công rất mạnh liệt. Tê Giác Hồng đã chết. Còn lại Diều Thú và Cung Thú. Cung Thú cũng bị nàng Tinh Ta bắn chết rồi. Diều Thú đang chơi chiến thuật giảm thú của Siêu Lây. Ok, Phù Thủy Nicky ra trận đoàn cuối cùng. Siêu Lây đấm. Ok, Siêu Lây đấm chết Diều Thú. Sang bảng 2. Bảng 2 đã xuất hiện thú ma thuật. Đã xuất hiện thú ma thuật nha. Thú ma thuật hình như vừa bút tăng công. Thú ma thuật bút tăng công cho các đồng đội của hắn. Đúng rồi, nó đã bút tăng công và bắn chết nàng tiên cá rồi. Rất đau. Thú ma thuật nó bút tăng công mọi người ạ. Nó bút tăng công. Xuất hiện chim. Chim đang bắn đại tử của đèn thần. Đại tử đèn thần đã chết. Chuyển sang tấn công Cung Thủ. Ok, rất hay. Phù Thủy đang bút mù mắt cho tủ ma thuật. Tủ ma thuật đã bị trúng skin mù mắt rồi. Skin mù mắt còn duy trì 2 lượt nữa. Magic Insert tăng đam nhưng mà cũng không ăn thua gì. Vì không có đối đồng đội nào cả. Tất cả đang bút. Đang bút giảm công. Bút giảm công 182 máu. Ok, Siêu Lây giết tủ ma thuật. Đến bảng 3. Bảng 3 đánh nhau với Aladdin. Ừ. Bảng 3 đánh nhau với Aladdin. Aladdin là boss bảng 3. Có cả lợn luôn. Có cả lợn luôn. Lợn đang... Ủa trời biết. Ủa ơi, Aladdin đánh Mickey à? Không ăn thua gì đâu. Mickey không vấn đề gì cả. Mickey đang được cộng máu. Aladdin, ui, chém Siêu Lây 616 máu. Quá đỉnh. Chưa đòi Siêu Lây liệu có nguy kịch không? Chúng ta đã bị mất nàng tiên cá. Nàng tiên cá là người bút máu thôi cả đội. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã mất nàng tiên cá nên là không còn người bút máu nữa. Đang rất nguy hiểm. Tất cả đều... Ui. Chết mất Phù Thủy rồi. Aladdin còn rất ít máu. Tấn công Aladdin đi. Ok, hay quá. Thắng trận này nhưng mà chắc chỉ được một sao thôi ạ. Một sao thôi vì là chúng ta đã bị mất hai đồng, mất hai nhân vật. Đấy là bị mất nàng tiên cá và mất Phù Thủy. Ok, victory. Chúng ta chỉ được một sao thôi nha mọi người nha. Chỉ một sao thôi. Chúng ta chỉ được một sao thôi. Ok, chúng ta đã hoàn thành hai nhiệm vụ. Đó là nhận này. Team 3, ok. Chúng ta được nhận thẻ bài 150 kim cương. Ok. Free mở 3 hộp. Ok, hộp này được 2 thẻ đây. Ô, được 1 thẻ của Phí. Thì...
Story tiếp này. Đang mở vòng story nữa nha. Bốn kim cương, ba tấm răng, 10.000 vàng và một thẻ của Húc. Một thẻ của thuyền trưởng Húc. Cuối cùng. Vòng cuối cùng. Một thẻ thôi. Ok, đã nhận. 4 tiếng sau chúng ta sẽ được nhận cái hòm thứ hai và 10 tiếng của cái này sẽ mở bằng vàng. Ok mọi người. Tiếp tục được 3 cái kim cương đâu. Cái kim cương này. Ok, có cần điện cái gì đó. Chưa có đặt trước. Còn rất nhiều nhân vật chúng ta cần mở đấy. Rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều. Đấy. Còn 4-5 sao thôi. Đấy, rất nhiều luôn. Quá nhiều nhân vật. Đấu này. Đấy. Hổ Tiger này. Đấy, được chưa? Còn rất nhiều nhân vật nữa. Tất cả các nhân vật trên của game Disney sẽ xuất hiện ở trong này nhé. Đây là chúng ta sẽ chơi thật lâu để có thể mở được. Ok, chúng ta lại tiếp tục. Tiếp theo trận đi vào đấu tiếp. Đây là cô hiện là dấu 1 này, biết là nhận gì đấy. Hero Campai. Cô nào mình ấn vào thi đấu này. Hay ra vẫn được. Ok, chúng ta tiếp tục đấu với lại Grand Campai. À, còn mình đi tìm trả đi, mình đi tìm trả đi. Mình đi tìm trả đi, nâng cấp nhân vật cho nó khủng. Nên là mình đang còn yếu quá. À, collection nhá. Vào rồi mình sẽ tìm trả cho Misty trước. Misty trước. Xem trả Misty ở đâu này. À, trả Misty này. Đây, trả Misty. Sẽ có auto win. Đây, trả Mickey đây, ok. Và thi đấu nha. Trả Mickey thì đấu là đây ghi là đấu với này Amanda. Đang ghi đấu với Amanda rồi. Boss là Amanda. Thì vào trong một tháng nha. Đấu ở sao mạng. Một con châu chấu. Châu chấu luôn. Châu chấu clip 209 nó. Châu chấu này bị anh chấu chết luôn. Ôi dồi, chim cá bắn còn ạ. Mickey. Mickey đã giết chết con tên các mẫu ta đã chết rồi. Đấy, Merida. Boss trận này là boss Merida. Chuyên cá được bút máu. À, còn đây con Ninh Tẩu. Con Ninh Tẩu. À, trận này là hai châu chấu. Và một trận là ông gà. Khi nó xuất hiện, khi bắn chết ông gà. Biết đấy. Ok. Tiếp tục này. Thì khi bút máu của chuyên cá. Bút máu của chuyên cá. Chuyên cá bút máu của độ rất là hay. Được kim mưa rơi đâu. Kim mưa rơi sắp xuất hiện rồi. Kim mưa rơi xuất hiện. Ok. Một con châu chấu đã chết. Mirinda bắn phù thủy. Ok. Tập trung giết Mirinda nè. Phù thủy đáp. Bắn thưởng. Đấm. Ok, tờ kinh cuối cùng Mickey đã giết Mirinda chiến thắng rồi. Nhưng mà không biết có được trẻ của Mickey không? Không ba sao nhưng mà không thấy có trẻ của Mickey. Không thấy có trẻ của Mickey mọi người nhé.
54 giây được cộng một một điểm năng lượng. Nghe vẻ hành trình đi tìm vẻ rất là khó khăn, nên mình sẽ gần mình sẽ thi đấu chính tuyến, thi đấu chính tuyến nha. Cái này là tiêu hao chất hồng, cái nào tiêu hao chất xanh không, chất xanh thì vẫn là chất vàng còn rất nhiều, chất vàng còn rất nhiều. Đây là tiêu hao chất vàng này, một e đấu một e luôn. Thi đấu đội hình hai của mình. Cái lâu đài này nó yêu cầu là phải thi đấu đội hình khác, không được đội hình cũ được. Trận này thi đấu ở dưới biển này, cướp biển nữ, toàn nữ cướp biển này. Chết anh ấy rồi, anh dễ chết thế. Vô quá. Rồi này yếu quá. Đội nào? Đội con rùa này, con rùa xuất hiện này. Mưa rơi, ta băng rơi. Con rùa này nó còn biết bơi. Cái này chết con chim này. Chim nó bay nó khác gì vậy? Hai con rùa. Hai con rùa luôn. Được làm sao được, kết được đây. Kết với một anh đi. Anh đã đỏ chết được đi. Bây giờ chỉ có ba rùa là tha thì đâu được. Mẹ về rồi. Ra bóng mẹ anh. Mẹ anh, mẹ bên nhắn thuyền. Vào nước tôm, vào nước tôm nước nhận gục đi. Ok, mình đã chiến thắng rồi, được 2 sao Daily Quest, hoàn thành 2 nhiệm vụ của hàng ngày này. Mình lại lên nhiệm vụ 14 chăng? Ôi, lên nhiệm vụ 14 rồi, lên nhiệm vụ nhanh quá. 318. Đây, không biết để làm gì đấy. Mình sẽ ra nâng cấp cái nhân vật kia lên để có thể thi đấu ở những cái level up. Rồi 4 này.
cộng thêm máu đi. Ok, tay đã up lên level 2. Để xem nó có khác bọn gì không. Tăng thêm được một skill mới. Đây là các skill của anh Gaster này. Skill đấm này. Skill chém lửa này và skin mới là tăng phù, nó không có hình ảnh của skin, không có hình ảnh biểu diễn của skin. Lực chiến của anh ấy là 89 nhé, lực chiến của Gaston là 89. Cộng thêm mi và up tất cả đều up vào mi vào nhé, mình sẽ up mi vào cho hết các cái vật của mình, mi và up tiếp. Ok, không cộng thêm dấu cộng nào luôn. Anh này đang là 2 sao, 312 cho đến 4 tí. Ok, không cộng sao nào. Nicky à, là đây. Ơi, con nợ đất á. Ok, cộng full cho anh à. Ok, mình đã nâng cấp xong cho các nhân vật của mình hơn hết như vào 14. Bây giờ mình sẽ đã nhận được nhiệm vụ này. Bây giờ sẽ vào thi đấu tiếp, và thi đấu tiếp ở cái lâu đài ok Villa Campai này. Villa Campai chưa mở khóa được cái nhân vật này. 145 rồi. Ồ, nhiều thế. Ok, thi đấu với lại 4 thôi. Tổ đội gồm 4 người thôi. Yeah.
này không có gì đó. Thank you.